nó vẫn đứng kia kìa, nhìn ơi. Này, con này nó sợ quá. Con này á, con này nó có võ đấy cậu ơi. Tớ khôn như này á, thì còn lâu nó mới chạy vào được tớ nha. Đấy, các bạn biết tớ có trò chơi gì đây không? Đây là trò chơi thổi bóng đấy. Nhìn này, hơi bị xịn sò phô mai que luôn. Đấy. Sẽ thổi vào bóng cho các bạn xem nhá. Được một quả bóng rồi này. Đấy, thì giữ như này nhá các bạn ơi. Còn ở đây nhá, nó có một cái nút bấm đây này. Nút bấm này nhá, sẽ làm cho cái con lợn này phi về phía trước. Nhìn này. Đấy. Bị sai rồi các bạn ơi. Bình thường bấm này cái quả bóng này nó phải bay vù về phía trước cơ. Lại nhá. Đấy, bơm to hết cỡ xong rồi bấm. Ui, sao bơm mãi xong rồi bấm cái này mà nó lại không chạy nhỉ? Đáng nhẽ con lợn này nó phải chạy xa tít đằng kia kìa. Đồ dởm rồi các bạn ơi. Lâu lắm mới lại được ăn cái kẹo cầu vồng này. Hơi bị ngon luôn nhưng mà bây giờ mình mới lại có tiền mua đấy. Để xem nào, mua được mỗi một cái thôi. Ăn ở đây luôn nhá, không tí nữa lại gặp bạn Trang ấy, bạn ấy lại xin mình mất. Wow, được cái này được mấy màu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 màu. Ngon lắm các bạn ạ. Cái gì đây nhỉ? Các bạn ơi, đây là cái gì đây? Cái này trông như là cái tia bay ấy. Sao nó lại cứ tiến đến mình nhỉ? Ui, hình như cái đĩa bay này xuất hiện ấy là có người ngoài hành tinh ấy. Tốt nhất là mình không đứng ở đây nữa. Ô, sao nó lại cứ đi theo mình như nhỉ? Các bạn ơi, sao nó đi theo mình như nhỉ? Cái đĩa bay này, nó lại cứ đi theo mình này. Này. Nó chạy rồi. Nó lại cứ đuổi theo mình. May mà mình ném cho nó cái thì là nó mới chịu chạy đi đấy. Ôi Trang ơi. Ui, cậu đang làm gì đấy? Ui, tớ đang bơm bóng đây này. Cái này là cái gì đây mà trông lạ này? Đây là cái bơm bóng tớ mới tậu ở trên Shopee đấy. Có chơi được không? Đang vẫn chưa hiểu cách chơi như nào các bạn. Bơm mãi quả bóng này, bơm nó căng lên xong cuối cùng nó lại xẹp xuống. Chán ghê cơ. Mà cậu chạy đi đâu hớt ha hớt hải thế? Ui, tớ vừa gặp một chuyện lạ lắm cậu ạ. Chuyện gì mà lạ? Tớ đang ăn kẹo nhá. Xong là tớ đi trên đường nhá. Ừ. Xong rồi tớ nhìn thấy một cái đĩa bay của người ngoài hành tinh ấy. Đĩa bay á? Nó cứ bay lơ lửng ở trên đầu tớ, xong rồi nó lại còn cứ đi theo tớ cơ. Như kiểu là nó định xin cái kẹo cầu vồng của tớ ấy. Nhưng mà vì sao tớ ném cho nó cái xong là nó chạy đi mất rồi. Đĩa bay á? Ừ. Đĩa bay á, tớ chỉ đọc ở trên sách báo thôi chứ tớ chưa nhìn ở ngoài đời thực đâu. Hay là cậu thử dẫn tớ ra tớ xem cái đĩa bay nó như thế nào đi. Thì tớ dẫn cậu đi xem nó lại một lần nữa đi. Ui. Kìa, cậu nhìn thấy chưa? Nó vẫn đứng ở kia kìa. Cái đĩa bay này nó đẹp thật đấy cậu ơi. Ôi, nó đang làm gì kìa Trang ơi? Nó đang chiếu xuống cái gì kìa? Con gì nó bay ra từ đĩa bay ấy mọi người ơi. Ui. Hả? Như là nó thả quái vật ngoài không gian hay sao ấy. Ui, lại một con nữa xuống kìa. Hả? Con này nhìn như người ấy cậu ơi. Thế nó thả mấy cái con này xuống đây làm gì nhỉ? Mình thử tiến lại gần xem đi. Đi. Ui nhím ơi, hóa ra là mấy cái con quái vật người ngoài hành tinh nó xuống đây để đón đuổi bắt các bạn chó cứu hộ kìa cậu ơi. Ừ, sao nó lại cứ đi đuổi các cái con vật này nhỉ? Toàn là con vật tốt mà. Thế thì bây giờ mình phải ra mình tìm cách mình giúp đỡ các cái bạn con vật kia thôi. Chứ cái bọn quái vật ngoài không gian này á, nó có ý đồ xấu rồi. Ừ, có hai con đấy cậu ơi. Một con nhìn như quái vật xanh ý, còn một con nhà là quái vật vô hình đấy. Thế bây giờ nhá, tớ chiến đấu với một con, cậu chiến đấu với một con kia nhá. Ừ, đi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi đánh bại một con các bạn ơi. Mình sẽ đi đánh bại cái con người tròn tròn, béo ú, ục ịch xấu xí. Con đấy hình như là con quái vật xanh hay sao ấy. Mà tay không ra đánh như thế này, liệu có thắng không nhỉ các bạn ơi? Sợ quá, phải có cái gì để đánh nó mới được.
tìm cái gì nhỉ? Chứ tay không như thế này mà đánh quái vật thì có khi là bị luốt vào trong bụng lúc nào cũng không hay đấy. Ở đây có cái gì không nhỉ? À, nhìn thấy có cái gì đen đen này mọi người ơi. Có bạn nào nhìn thấy không? Để tớ thử lấy ra xem là cái gì nhá. Nhìn này, cái này là cái gì ấy nhỉ? Nó còn có cả răng nhá các bạn ơi. Mà nhìn mặt như là kiểu con rơi ấy. Hay đây là cái đinh ba của người rơi nhỉ? Ôi, cái này giúp được cho mình đấy. Cái con quái vật xanh xấu xí này. Các bạn ơi, nhìn cái con này, sao nó lại xấu thế nhỉ? Xấu rồi còn xe này còn to béo một cái thế. Chứ bao giờ ăn xong không tập thể dục à? Như này nó cứ này thì tay á, nó múa múa như này á. Con quái vật này, tại sao người lại bắt các bạn con vật? Thả các bạn đi ra, chứ không ta sẽ cho người một trận đấy. Người biết đây là cái gì không? Xem ta đây này. Sao con này mới kêu một cái mà nó đã lăn ra thế này rồi á? Ố, sao con này quái vật hành tinh mà vừa mới khua nhẹ một cái mà nó lại ngã ra như này rồi á? Ui dào ơi, tướng thế nào? Nhím ơi, nhím ơi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, con này nó có hai cái móng tay sắc thế này nữa cơ mà. Người à, vẫn lâu mới chào được ta nha, cái con quái vật hành tinh này. Mau biến về hành tinh của ngươi đi. Ui. Con này, nó giẫm chân mình các bạn ơi. Con này à, ngươi thấy bẩn à? Ui. Ê, cậu đã đánh được tên đấy chưa? Ui, con đấy nó giỏi võ lắm cậu ạ. Nó vừa có cái móng tay sắc nó cứ cua cua này, xong nó còn giỏi võ nữa cơ. Ui thế? Nó bay lộn như chim ấy cậu ạ. Ui, tớ vừa giao chiến với nó nhưng mà không đánh được. Ui trời ơi, chán cậu ghê này. Tớ vừa nãy tớ dùng cái cây gậy đinh ba này. Tớ đánh cái con quái vật xanh ý, đánh một cái nhẹ mà nó đã ngất xỉu rồi. Hay là cậu thử cầm cái này ra xem có chiến đấu được với nó không? Kia nó có cái móng tay sắc như thế, nó như cái dao ấy. Ừ. Mình mà không có vũ khí thì sao mình đánh được nó được? Để tớ thử mang cái này ra chiến đấu lại với nó xem sao. Ui, nó vẫn đứng kia kìa nhím ơi. Này, con này nó sợ quá. Con này á, con này nó có võ đấy cậu ơi. Tớ khua như này á thì còn lâu nó mới chạy vào được tớ nha. Mà móng tay nó sắc nó lấy cẩn thận nó quào vào người nè, chảy máu đấy. Ui, cái này gây à. Này. Ui. Ôi, có một phát thôi. Nó mất rồi à. Nó lăn ra rồi này. Thì ra cái đinh ba này đúng là cái đinh ba sức mạnh cậu ạ. Ừ. Con này nó giỏi thế mà mắn nó phi một phát vào người nó. Ui nó lăn ra luôn này. Yếu thế nha. Đấy, thì, may mà cái đinh ba này đấy. Nhím ơi, bây giờ mình ra xem các chú cứu hộ đi. Xem các bạn ấy ở đâu rồi. Ờ, vừa lấy hai cái con vừa lấy nó bắt chó cứu hộ đi đi. Đây này. Đi đâu ấy? Ồ, đây rồi. Đây là một chú chó cứu hộ màu xanh da trời. Ồ, kia nữa kìa Trang ơi. Hai chú luôn. Cho tớ để tớ lấy nhá. Wow. Ui, nhưng mà hai chú chó cứu hộ này nhìn lạ lắm nhím ơi. Đây này, các chú chó cứu hộ này nhá, còn làm gì được các bạn có biết không? Còn biến được hình thành robot đấy. Biến thành robot á? Ờ, đây này. Đấy, robot biến hình đây này. Đẹp chưa? Đấy. Còn đây nhá, đây cũng biến hình được nhá. Đây này, tớ cho cậu xem đây này. Đây này. Wow. Đấy. Đây này, xòe hai cánh tay ra đây này. Từ một cái xe xong rồi biến được hình thành robot. Biến hình thành robot này các cậu ơi. Cái đầu là các chú chó cứu hộ nhá. Xong rồi có cả hai tay hai chân luôn ấy, xịn sò phô mai que không. Những chú chó cứu hộ này là người tốt đấy các bạn ơi. Tớ xem trên phim ý là các con chó cứu hộ này nó chuyên đi giúp đỡ mọi người đấy. Các cậu chó này là chó tốt bụng đúng không? Thôi bây giờ bọn mình giúp đỡ xong các bạn chó rồi bọn mình đi về đi. Chứ không cái máy bay á người ngoài hành tinh mà nó ra đây có khi nó hút bọn mình lên trên đấy đấy. Tớ cũng sợ nó lắm. Đi.